Hot TikToker Võ Thành Ý đi thi Hoa hậu chuyển giới, dân mạng kịch liệt phản đối vì một lý do. Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Việt Nam chính thức phát động mùa thi mới. Trong đó, sự đặc biệt trong dàn thí sinh của chương trình luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tiếp nối thành công rực rỡ của hai mùa trước, cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 đã chính thức khởi động trở lại để tìm kiếm những ứng cử viên sáng giá đại diện cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế dành cho người chuyển giới, Miss International Queen. Nhiều gương mặt nổi bật có sức ảnh hưởng trong cộng đồng LGBT cũng ghi danh để giành lấy cơ hội của mình tại đấu trường này. Là một người thuộc cộng đồng LGBT, Võ Thành Ý chắc hẳn không phải là cái tên quá xa lạ trên cộng đồng TikTok khi anh sở hữu tài khoản cá nhân với hơn 11 triệu lượt theo dõi với những clip make-up biến hình thần sâu khiến người xem phải há hốc mồm. Mới đây, mẹ cám Võ Thành Ý khiến cộng đồng mạng bất ngờ và bàn tán xôn xao khi anh ghi danh casting online tại đường đua sắc đẹp Miss International Queen Việt Nam 2023. Chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi, Võ Thành Ý bộc lộ đi đến Miss International Queen Việt Nam 2023. Ngoài việc học hỏi từ các bạn thí sinh khác, Ý còn tìm kiếm thêm những cơ hội. Cơ hội ở đây là cơ hội để hiểu rõ bản thân, phát triển bản thân và xây dựng cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam văn minh và phát triển. Võ Thành Ý sinh năm 1999, quê Trà Vinh. Theo thông tin chia sẻ, TikToker sở hữu chiều cao 1m64 với số đo 3 vòng 73-56-79cm. Dù chưa thực hiện chuyển giới, song Thành Ý vẫn luôn gây ấn tượng bởi những tạo hình nữ tính. Nhờ đó, hot TikToker luôn tự tin diện những trang phục nữ tính điệu đà như đồ kiệm vải, váy dạ hội. Thông tin hot TikToker Võ Thành Ý thi Hoa hậu ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Thành Ý không phù hợp với cuộc thi này bởi nhan sắc có hạn của nam TikToker chưa đủ để chinh chiến trong cuộc thi, đi thi chỉ kiếm thêm cơ hội để nổi tiếng. Một số khác lại ủng hộ anh cho rằng Thành Ý có thể không đạt giải cao nhưng sẽ mang tới những năng lượng tích cực, sẽ là một màu sắc lạ trong cuộc thi này. Một số phản ứng của netizen khi Thành Ý thi Hoa hậu. Bạn này trên TikTok thì rất duyên, nhưng để thi Hoa hậu thì nên suy nghĩ lại. Nhan sắc cũng có hạn thôi, không đủ để chinh chiến với các thí sinh khác đâu. Ủng hộ nha, má cám sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người để tự tin đi thi. Gần đây, TikToker cũng gây chú ý không kém khi thông báo kết hôn với bạn trai sau 6 năm hẹn hò. Đám cưới cặp đôi thu hút sự chú ý từ truyền thông và công chúng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, thời điểm này, má cám không tiết lộ thông tin về người bạn đời của mình. Vừa qua, chuyên gia trang điểm mới chính thức công bố diện mạo nửa kia sau 3 tháng về chung nhà. Trước Võ Thành Ý, TikToker Tuấn Quỳ Bắp cũng quyết định đăng ký tham gia Miss International Queen Việt Nam 2023. Tuấn Quỳ Bắp tên thật là Nguyễn Chí Nguyện, sinh năm 1997, đến từ Cà Mau. Hot TikToker Tuấn Quỳ Bắp được cộng đồng mạng biết đến qua những đoạn video TikTok hài hước thú vị về cuộc sống đời thường. Gần đây, TikToker 9X còn gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Miss and Mr. LGBT Việt Nam 2022 và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Bên cạnh công việc chính là TikToker, Tuấn Quỳ Bắp còn là một YouTuber và hiện đang kinh doanh online. Tuấn Quỳ Bắp sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng khá ấn tượng là 88-70-89. Với những yếu tố về ngoại hình này cùng một số kinh nghiệm đã từng chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó, nhiều người nhận xét rằng Tuấn Quỳ Bắp hoàn toàn có lợi thế và cơ hội để tiến xa hơn tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm nay. Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi chuyển giới này, Tuấn Quỳ Bắp cho biết, tôi tham gia Miss International Queen Việt Nam 2023 với mong muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực và mang niềm vui đến với mọi người. Đồng thời tôi muốn thử thách bản thân và giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Trong ngôn sống của tôi là sống đẹp thì ngại gì thử thách, vui vẻ thì mọi chuyện sẽ qua. Sở hữu gương mặt góc cạnh, làn da nâu khỏe mạnh, săn chắc cùng thần thái cuốn hút tự tin, Tuấn Quỳ Bắp được rất nhiều khán giả trông đợi và hy vọng vào sự xuất hiện của hot TikToker trong những vòng thi sắp tới. Với những yếu tố đó, Tuấn Quỳ Bắp được tin tưởng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế nếu trở thành hoa hậu của cuộc thi.